Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Top 5 Hoa Khôi trường báo từ chối lời mời tham dự Hoa hậu, quyết thử sức với vị trí biên tập viên tại đài truyền hình Việt Nam. Hạnh Quyên đang là sinh viên năm 2 trường báo, từ chối lời mời tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô bạn chứng tỏ bản lĩnh khi có cơ hội trở thành biên tập viên thời tiết tại đài truyền hình Việt Nam. Sức nóng từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 là điều không thể bàn cãi với dàn thí sinh quá tiềm năng. Những câu chuyện hậu trường hay loạt cái tên nổi bật dừng bước tại Hoa hậu Việt Nam, cũng như những cô gái có cơ duyên với chương trình nhưng không trực tiếp tham gia cũng là đề tài thu hút chú ý. Như Phạm Hạnh Quyên, sinh năm 2001, Miss Photo, top 5 hoa khôi báo chí của cuộc thi Brit Award BLT 2020 chẳng hạn. Cô bạn may mắn nhận được lời mời tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 từ ban tổ chức. Tuy nhiên, vào phút chót, Quyên lại quyết định gác lại giấc mơ trở thành hoa hậu để chuẩn bị cho việc trở thành MC biên tập viên tại đài truyền hình Việt Nam mà cô bạn từng mơ ước. Hạnh Quyên sinh năm 2001, cô bạn đến từ Quảng Ninh, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa xã hội học, Học viện Báo chí Tuyên truyền, gái sinh từng đoạt giải nhất trong cuộc thi học sinh thanh lịch năm 2019 tại ngôi trường Trung học phổ thông Cẩm Phả. Khi mới là sinh viên năm nhất, Hạnh Quyên đã mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi Brit BLT 2020 Hoa khôi trường báo. Và ngay lần đầu thử sức, cô bạn đã được đánh giá là một thí sinh cực kỳ tiềm năng. Không để gia đình bạn bè thất vọng, Quyên xuất sắc đi đến vòng chung kết. Cô bạn đoạt giải Miss Photo và là một trong top 5 hoa khôi trường báo năm 2020. Hạnh Quyên luôn ấp ủ nơi dưỡng ước mơ trở thành một biên tập viên. Theo chia sẻ của biên tập viên Hoài Anh, chính là thần tượng của cô bạn. Mình nghĩ đó chính là một quyết định mạo hiểm trong cuộc đời. Mình đã quyết định không tham gia Hoa hậu Việt Nam để theo đuổi ước mơ. Với một sự đánh đổi thế này, mình cảm thấy rất lo lắng, cô bạn kể. Sự bền bỉ, cố gắng của Hạnh Quyên đã không phụ lòng của gái trẻ. Trái ngọt đầu tiên đã tới khi mới đây, theo chia sẻ trên trang cá nhân. Hạnh Quyên hạnh phúc thông báo mình đã trải qua 3 vòng khó khăn, đó là hồ sơ, casting, phỏng vấn để chính thức được đào tạo tại ban thời sự của đài truyền hình Việt Nam. Chia sẻ về quá trình thi cử tại đài truyền hình, cô bạn tâm sự như sau. Thực ra lúc đầu mình hơi run và hồi hộp vì có rất nhiều cô gái xinh đẹp, tài năng cùng tham dự. Khi đó mình đã phải cố gắng thể hiện thật tốt trước ban giám khảo, những anh chị biên tập viên nổi tiếng của đài truyền hình Việt Nam. Và thật may mắn khi mình được lựa chọn và có cơ hội đào tạo tại ban thời sự của đài truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.